Phúc phải không? Vâng vâng. Đây nhá, quay xe luôn nhá. Đây đây. Đây anh lên đây luôn. Thấy mà không có tiềm lực mình vâng. Cũng thấy không ấy đấy. Vâng. Không sao. Thì hôm nay nó lại có một cái đối tác như này thì mình nghĩ khả năng là nó có tiềm lực này. Vâng. Tức là hai anh em thằng này vâng. Nó ở trong Tây Ninh ấy. À. Thì tức là nó vào kinh tế mới chục năm nay rồi vâng. Nhưng mà nó một nửa nhà nó vẫn ở ngoài này vâng. Thế thì nó bây giờ nó ở cái chỗ đất của nó ấy, thì nó trồng cao su nhưng mà nó nhiều người chết sớm. Tức là nó bị nhiễm nó, đất khu nhà nó là bị từ thời trước không? Có vấn đề ở đây ở Tây Ninh ấy. Ở Tây Ninh ấy.